The development of this safe and future-oriented transport. Together, we real achievements and a global idea. And you can also contribute to thì Thủy Nguyễn chia sẻ với cả nhà chủ đề đó là tầm quan trọng của việc đầu tư nếu như bạn không muốn nghèo cả đời. Đó thì thực sự là anh chị có thấy là dạo này chúng ta hay nghe đến đầu tư không ạ? Vâng, cảm ơn chị Nhung. Anh chị có thấy dạo này chúng ta đi đâu chúng ta cũng nghe nhắc đến đầu tư không ạ? Đi đâu cũng mọi người cũng nói là tại sao phải đầu tư? Tại sao lại phải đầu tư và tại sao không phải là làm công ăn lương? Tại sao không phải làm tư? Đúng ạ? Em chào anh Nguyễn Thanh Phước. Thì nói về thị trường đầu tư thì anh chị thấy là tất cả chúng ta sinh ra ban đầu ai cũng có một cái công việc, đúng không ạ? Thì trong xã hội chúng ta định hình là bốn nhóm người làm ra tiền khác nhau rồi. Cho dù chúng ta kiếm được nhiều tiền, ít tiền, chúng ta làm bất kỳ công việc nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ thuộc một trong số bốn nhóm người làm ra tiền của xã hội mà thôi. Đó, nhưng nó sẽ khác nhau ở cái thu nhập và cái cách mọi người nhìn nhận và đánh giá về mình. Thì Thủy cũng nói ví dụ như thế này để cho anh chị hình dung ra được, đúng không ạ? Anh chị thấy là có những người tại sao họ lại rất là giàu, đúng không ạ? Họ có thể là một năm họ kiếm được hàng vài chục tỷ, cả thậm chí là cả ngàn tỷ, đúng không ạ? Một ngày họ có thể kiếm ra được tiền triệu, tiền vài chục triệu, tiền trăm triệu. Nhưng có những người cả cuộc đời mới kiếm đâu đó được một vài tỷ, đúng không ạ? Có những người mà 5 năm, 10 năm mới tích cóp được một vài trăm triệu. Vậy thì lý do ở đâu? Nguyên nhân ở đâu mà lại có sự chênh lệch như vậy? Đó là cái khác nhau ở cái cách tư duy và cái cách vận hành tiền. Thì đầu tiên là chúng ta cần nói đến cái tư duy, đúng không ạ? Tại sao chúng ta lại phải thay đổi tư duy? Và tư duy nó có quan trọng trong cái cách kiếm tiền của mình hay không? Nhưng mà Thủy được biết đó là tư duy cực kỳ quan trọng. Và cái tư duy nó giống như cái gốc rễ của mình anh chị. Cái gốc rễ từ cái tiềm thức bên trong của mình, từ những cái suy nghĩ bên trong mình định hình. Chị chào em Trung nhé, em chào anh chị Viết Lưu ạ. Nó định hình nên những cái gì mà ngày hôm nay chúng ta đang có, đúng không ạ? Những cái vô hình ở bên trong tạo ra cái thứ hữu hình ở bên ngoài. Ngày hôm nay anh chị thấy là một cái cây ăn quả mà anh chị nhìn thấy là những cái trái của nó to, đúng không ạ? Cái trái của nó thơm, trái nó ngọt, có phải là chúng ta đã phải chọn giống từ trước không ạ? Chúng ta chọn giống và khi mà chúng ta có cái quá trình chọn lọc như vậy thì chúng ta sẽ đạt được cái quả như ý, đúng không ạ? Cái nhân chọn lọc mà cái nhân chúng ta sẽ được cái quả như ý. Vậy thì cái vấn đề về tài chính ngày hôm nay, anh chị thử xem là, đúng rồi chị Nhung, anh chị xem là cái tư duy tài chính của mình nó là tư duy của người giàu hay chưa, đúng không ạ? Người giàu đó, tôi tạo ra cuộc đời của tôi, đúng không ạ? Tôi tạo ra chính xác số lượng thành công về tài chính của tôi. Tôi chơi trò chơi tiền bạc để giành chiến thắng. Mục đích của tôi là tạo ra sự giàu có và dư giả. Tôi ngưỡng mộ và noi gương những người giàu có và thành đạt. Tôi tin rằng tiền là quan trọng, tiền là tự do, tiền giúp cho cuộc sống của tôi dễ chịu hơn. Tôi giàu có vì tôi làm những việc tôi yêu thích. Tôi xứng đáng trở nên giàu có vì tôi thêm vào giá trị và cuộc sống cho người khác. Tôi là người cho đi rộng lượng và là người đón nhận cừ khôi. Tôi thực sự biết ơn tất cả các số tiền tôi đang có hiện nay. Các cơ hội phát tài luôn đến với tôi. Khả năng kiếm, giữ và phát triển tiền của tôi tăng lên mỗi ngày. Tôi là triệu phú đô la. Đó, anh chị thấy không ạ? Đó là những tư duy của người giàu và nó là một trong những 17 tư duy triệu phú của người thành công. Và anh chị thấy ạ? Anh chị thấy ạ? Nhiều người mà anh chị thấy là những người mà nói thật ở đây thì chúng ta không phải là chê trách ai cả, bởi vì bản thân Thủy Nguyễn cũng là một người đi làm công ăn lương, cũng là người cũng toàn bộ là tư duy nghèo hết anh chị, toàn bộ là tư duy nghèo. Nhưng khi Thủy biết rằng cái lối tư duy nghèo đó không bao giờ giúp cho Thủy có được cái cuộc sống giàu có được, bởi vì cái tư duy nghèo đó là cái hạt giống nghèo. Cái hạt giống nghèo thì sẽ không bao giờ cho cái quả của sự giàu có được, đúng không anh chị? Nếu như chúng ta muốn cái quả tài chính tự do, quả tài chính giàu có thì chúng ta phải là bắt buộc thay đổi từ cái tư duy, đúng không ạ? Người ta nói là thay đổi tư duy thay đổi cuộc đời. Đó, đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Và Thủy Nguyễn biết rằng là ở đây thì Thủy Nguyễn cũng biết là rất là nhiều anh chị, chúng ta cũng là người đi làm công ăn lương,
ấy, chúng ta cũng là những người xuất phát điểm rất là bình thường, bởi vì chúng ta nhiều khi cũng không may mắn để chúng ta sinh ra được ở một cái vạch đích. Nhưng chúng ta thấy là nếu như sinh ra trong nghèo khó thì không phải lỗi của bạn, nhưng nếu như bạn chết đi trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn. Chúng ta không có quyền chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta hoàn toàn có quyền chọn nơi mình đến. Ngày hôm nay khi mình đẻ, đúng không ạ, mình được đầu thai vào nhà nào thì đó là do cái duyên, cái phước, cái nghiệp của mình. Còn nếu như mà mình sinh ra trong một gia đình nghèo, nhưng nếu như lớn lên mình vẫn nghèo thì đó là lỗi của mình, anh chị. Lớn lên mình vẫn nghèo, đó là lỗi của mình. Đó, thế thì ở đây chúng ta thấy nếu như người nghèo ấy, người chưa giàu mà muốn trở nên giàu có, anh chị ạ, chỉ cần học cách kiếm tiền của người bên phải của kim tứ đồ. Nhưng mà vấn đề là cái tâm thái của những người đó phải thực sự tốt, đúng không ạ? Tại sao người ta nói câu đó là thái độ quan trọng hơn trình độ. Nếu như đi ra ngoài mà có những ai đó mà cái tôi quá lớn đó, và nghĩ cái gì mình cũng biết, và nghĩ người ta chỉ chia sẻ cho mình những cái mới, cái hay, và nghĩ họ dạy đời mình, thì thưa với anh chị là chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta học được những cái điều hay, điều tốt ở ngoài kia. Bởi vì anh chị ạ, kiến thức ở ngoài kia nó mênh mông như đại dương luôn. Đấy, những cái thứ mà chúng ta chưa biết ở ngoài kia nó nhiều lắm anh chị ạ. Đấy, nó kiến thức của chúng ta bây giờ nó chỉ như cái hạt cát ở cái giữa cái sa mạc, anh chị thấy không? Sa mạc nhiều cát đâu ạ? Nó rất nhiều cát. Đấy, nhưng mà những chúng ta thấy là chúng ta chỉ biết một chút thôi. Còn những cái điều chúng ta chưa biết, những cái điều chúng ta chưa biết ở ngoài kia rất nhiều. Đó, thế nên là khi mà chúng ta bao giờ chúng ta hãy làm sao? Chúng ta, người ta nói là lắng nghe là một trong những nghệ thuật và giúp họ thành công. Thì nói một chút về lắng nghe, tức là nghe ở đây là để học hỏi, đúng không ạ? Người ta nói là người ta sẽ mất 3 năm để học nói, nhưng họ sẽ mất cả cuộc đời để học lắng nghe. Anh chị thấy có đúng không ạ? Thì Nguyễn thấy rất đúng luôn. Đúng không ạ? Tại sao có những người người ta không học lắng nghe được? Chỉ cần nói thôi là họ đã nhảy vào họng người khác rồi. Họ không cho người khác nói luôn anh chị. Và lúc nào cũng nghĩ là đúng và lúc nào cũng nghĩ là giỏi. Và không chịu lắng nghe người khác. Vậy thì nếu như không lắng nghe của người khác thì sao? Thủy nói thật với anh chị nhé. Nếu như mà Thủy chia sẻ với một ai đó mà tâm thái họ không muốn lắng nghe, không muốn đón nhận, thì mình đâu đó mình cũng chia sẻ độ 1 đến 2 lần thôi là mình cũng không muốn chia sẻ nữa, đúng không ạ? Và vì anh chị thấy là khi mà anh chị nói chuyện với ai đấy, nếu mà trong cuộc nói chuyện mà hai người vui vẻ thì anh chị rất là muốn cởi mở hết tất cả những gì anh chị chia sẻ, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà mình chia sẻ mà đối phương họ không cảm thấy muốn lắng nghe thì mình cũng thôi, đúng không ạ? Đó, tại sao anh chị đấy ạ? Tại sao chúng ta lại phải mất lâu cả cuộc đời để chúng ta học lắng nghe? Lắng nghe có cần phải học hay không ạ? Đấy, tại vì tại sao lại cần phải học? Thì đấy là lắng nghe là một cái kỹ năng. Đấy, là một cái kỹ năng cực kỳ là chúng ta phải học. Lắng nghe bình thường, đúng không ạ? Chúng ta lắng nghe, chúng ta có chọn lọc. Lắng nghe chọn lọc, bởi vì chúng ta nói là những cái gì mà hữu xạ tự nhiên nghiêng thì có những cái tốt và có những cái xấu, nhưng mà tuy nhiên thì mình chạy chất lọc, đúng không ạ? Mình chất lọc ở đây là mình thấy là mình không phải là cái gì tiêu cực hay bất cứ cái gì mình cũng cho vào cái bộ lão của mình. Bởi vì bộ lão của chúng ta ấy, nếu như chúng ta lạc vào những cái tiêu cực ấy, những cái thứ mà nó không giúp cho cái cuộc đời của chúng ta tự do, hạnh phúc và giàu có ấy, thì nên anh chị hãy loại bỏ nó dần dần. Bởi vì cái lão của chúng ta không phải là một cái thùng rác, đúng không ạ? Mà nó thích vất cái gì vào đấy thì vất. Nên là chúng ta thấy là cái nó giống như cái như thế này, thì ví dụ cho anh chị, tức là nếu như anh chị lão của chúng ta ấy, giống như mà anh chị một cái vườn hoa của anh chị á, nếu như cái vườn hoa của anh chị mà anh chị ưu tiên anh chị trồng hoa thì hoa nó sẽ mọc phủ sóng một cái vườn hoa của anh chị, đúng không ạ? Toàn là những cái màu sắc sặc sỡ của những bông hoa tươi đẹp. Còn nếu như cái bộ lão của anh chị, nếu như cái vườn hoa đó mà anh chị không ưu tiên tập trung vào trồng hoa, mà anh chị lại không trồng hoa thì sao? Thì cỏ dại sẽ mọc, đúng không anh chị? Đấy, cỏ dại sẽ mọc và làm sao thì nó sẽ không bao giờ nó có được những cái thứ mà mình mong muốn. Đó, thế nên là bộ lão của chúng ta lắng nghe rồi, nhưng chúng ta phải chọn lọc những cái thông tin để chúng ta cho vào bộ lão của mình. Lắng nghe, đồng cảm, thấu hiểu người khác thì khi đó cái mối quan hệ của mọi người sẽ thích xích lại gần nhau hơn. Anh chị biết ạ, tại sao cơ thể của chúng ta cấu tạo lại chỉ có lại có hai tai, hai mắt và một cái miệng? Anh chị đấy không ạ? Tức là người ta nói là chúng ta có hai tai để chúng ta lắng nghe nhiều hơn, đúng không ạ? Chúng ta có hai mắt để chúng ta quan sát nhiều hơn. Chúng ta quan sát bằng con mắt khách quan và con mắt trực quan. Đấy, và chúng ta nhìn bằng con mắt là con mắt tư duy, đúng không ạ? Con mắt của tầm nhìn. Và chúng ta thấy rằng là nhưng mà chúng ta chỉ có một cái miệng. Đấy, tại sao nó lại chỉ có một cái miệng và tới hai cái tai, đúng không ạ? Hai cái tai và hai con mắt, nó có lý do cả.
cấu tạo tạo hóa của con người nó đã được cấu tạo sắp đặt từ từ thời xa xưa đến nay, nó có đều có lý do và có nguyên do cả, đúng không ạ? Chúng ta hãy nghe nhiều hơn và chúng ta nói ít hơn, đúng không ạ? Nói ít hơn để sao ạ? Người ta nói là nói ít hiểu nhiều, đúng không ạ? Làm nhiều nói ít đấy, làm sao mà từng câu nói từng lời nói ở đây là chất lượng. Thì ở đây thì qua đây thì muốn nói câu chuyện với cả nhà là gì ạ? Câu chuyện ở đây thì muốn ở đây thì muốn trao cái giá trị, thì muốn giúp cho cả nhà hiểu được tại sao chúng ta lại cần phải bước chân vào thế giới đầu tư. Và đây thì Thủy nói có thể là nhiều anh chị nói là Thủy cũng nói nhiều đấy, nhưng mà ở đây thì bằng những cái trải nghiệm của Thủy, nếu như những cái điều này thì mình không phân tích ra thì cả nhà sẽ đôi khi cả nhà không hiểu được đó. Thì còn cái phần là chúng ta chất lọc thông tin, là chúng ta nói ít, là chúng ta nói những lời hay, đúng không ạ? Nói những lời đẹp, nói những lời mà làm cho người khác mà cảm thấy có động lực, có phấn khích. Chứ ở đây không, mình cũng nói là không phải nói hay mà mình cứ khen những cái lời nói sáo rỗng mà mình cảm thấy là nó không có thực tế thì mình cũng không có lên nói, đúng không ạ? Em chào anh Huấn. Em xin chào anh Phúc. Em chào chị Liên Tô. Em chào anh Sơn Niêm. Em chào anh Sĩ Nưu Văn ạ. Em chào anh Ánh Vàng. Xin chào tất cả anh chị nhà mình. Rất là biết ơn anh chị, hoan hỉ anh chị đã vào buổi nay của Thủy Nguyễn để tương tác cùng với Thủy Nguyễn nhé. Cả nhà mình hãy cứ comment tương tác lên để giúp cho Thủy có nhiều động lực, có nhiều năng lượng, có nhiều niềm tin để chia sẻ cùng với tất cả nhà mình ạ. Đó. Hôm nay thì Thủy sẽ cùng với cả nhà chia sẻ đó là cái tầm quan trọng của việc tại sao chúng ta phải đầu tư. Và nếu như chúng ta không đầu tư thì chúng ta sẽ phải chúng ta sẽ bị dính mức bị dính mức gọc vào cái cuộc sống mà nó liên quan đến cái nghèo anh chị. Đó. Thì ngày xưa thì anh chị thấy là thời ông bà của mình ấy. Em chào chị Yên Tô. Vâng, em thì cứ chia sẻ có sao thì em nói vậy thôi ạ. Bởi vì em biết là những kiến thức của mình thì có thể là một số anh nào chị nào đó cần, hoặc đôi lúc mà anh chị vào buổi nay của Thủy Nguyễn ấy cũng không cần phải nghe hết, biết đâu một đoạn nào đó mà anh chị nghe được thì có thể giúp cho anh chị thay đổi cái cuộc đời của mình, thì đó cũng là một điều mà rất là vui và rất là giá trị đối với Thủy Nguyễn mà, đúng không ạ? Đó, thế thì ở đây thì Thủy Nguyễn bởi vì Thủy Nguyễn cũng đã thật sự với anh chị rằng là Thủy Nguyễn xuất thân trong một gia đình bần nông đấy, nhà có bốn chị em cơ, Thủy Nguyễn là cả. Và Thủy Nguyễn thực sự là rất là thích đi học, rất là thích đi học, và Thủy Nguyễn cũng mong muốn là mình cũng được đi học cùng các bạn cùng trang lứa đấy, nhưng mà do hoàn cảnh gia đình nên học hết lớp 12 Thủy Nguyễn đã phải nghỉ học và Thủy Nguyễn đi làm. Sau đó thì Thủy Nguyễn đi Nhật Bản 5 năm đấy, Thủy Nguyễn làm công ăn lương ở Việt Nam, thì nói chung cả cái quãng đường quá trình thì mình thấy nó cũng có rất là gian nan đấy. Thì cái cuộc đời của Thủy Nguyễn thì Thủy Nguyễn thấy rằng đúng là anh chị ạ, mình nếu như mình làm cái công sức của mình ấy thì thực sự nói anh chị ạ, nó chỉ có giới hạn thôi. Ngay khi mà Thủy Nguyễn làm ở bên Nhật nha anh chị, Thủy Nguyễn làm lương là 30 triệu, 40 triệu một tháng. Nhưng mà anh chị biết ạ, Thủy Nguyễn phải làm từ 8 giờ sáng đến 9 giờ đêm, đến có khi đến 10 giờ đêm anh chị. Đấy, để mà được cái mức lương 30 triệu, 40 triệu như vậy. Và nếu như mà mình muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa, thì mình bắt buộc mình phải tăng tiếp tục cái thời gian mình làm việc. Thế thì nếu như vậy thì nó không phải là cái cách, đúng không ạ? Và nếu như mà có tăng trưởng cái số tiền đó thì nó cũng chỉ là nó chỉ tăng lên một chút thôi anh chị. Anh chị thấy đi làm công ăn lương ở Việt Nam không ạ? Anh chị đi làm 10 triệu mà anh chị tăng ca lên anh chị cũng chỉ được 12 triệu đúng không ạ? 12 triệu, 13 triệu là thật sự là hết cỡ luôn anh chị. Đó, thế nên là Thủy nói là cái việc mà chúng ta kiếm tiền bằng cái công sức của mình nó chỉ giới hạn thôi. Còn khi mà chúng ta biết dùng tiền để chúng ta kiếm tiền ý, thì nó là vô hạn luôn. Tiền nó sẽ là kiếm tiền, một cái dòng chảy của tiền. Đó là chúng ta lấy là thay vì chúng ta đi gây sách nước thì chúng ta hãy đi đào giếng để chúng ta có một cái mạch nước nó sẽ chảy về cho chúng ta đều đặn hơn. Đó, thì khi mà bây giờ nói đến đầu tư, đúng không ạ? Nói đến đầu tư thì anh chị thấy là đa phần là chính những người thân trong gia đình của mình 100% là phản đối. Thì nói thật với anh chị là trừ khi những người có tư duy sẵn rồi thì Thủy không nói, nhưng nói đến ở vùng quê thì nói thật, nói chung 100% thì nó không đúng lắm, nhưng mà nói đến 99% là có. Anh chị cứ thử nói đi ạ. Anh chị đang đi làm công ăn lương, anh chị đang đi làm 10 triệu, anh chị đang đi cấy, anh chị đang bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, anh chị đang đi làm giờ xây. Về anh chị nói với nói với vợ chồng hay là với bố mẹ là con sẽ trở thành triệu phú đô la, con sẽ có tài sản
5 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ, con sắp giàu rồi, vợ sắp giàu rồi, chồng sắp giàu rồi. Đó, thật sự anh chị ạ, người ta sẽ khựng lại người ta nói, ông bị hoang đường à, đúng không ạ, bị ảo tưởng à. Tức là ở đây là họ không thể chấp nhận một cái kết quả mà nó ngoài cái tầm khả năng của một cái con người bình thường. Đấy, bởi vì trong đầu họ là nghĩ là bây giờ đang đi làm cái công việc là 10 triệu một tháng, làm thế nào mà anh lại nói là anh có 5 tỷ, 10 tỷ triệu đô la thì nó thật sự là quá vô lý luôn. Đúng không ạ? Quá vô lý luôn. Nếu như ai đó chưa được học tư duy về tư duy triệu phú thì thực sự là không thể tin được cái điều đó. Không thể tin được là một người bình thường mà lại có thể giàu, đó là một cái điều hoang tưởng. Đó là một cái sự ảo tưởng, đó là một cái sự gọi là, người ta nói là thôi thì ở trên mặt đất thì hãy đi xuống đi, đi xuống cho tôi nhờ cái, đúng không ạ? Cứ ở trên mặt đất cao quá rồi ngã xuống lại chết đấy, đúng không ạ? Đó thì anh chị thấy ạ, khi mà anh chị nói, tức là anh chị học được tư duy về tài chính rồi, anh chị học được cách mình phải làm khác đi, mình phải thay đổi để mình trở nên giàu có, thì anh chị về anh chị rất là hồ hởi, anh chị nói với những người thân xung quanh anh chị là anh chị biết là tôi sắp đang có một cái cơ hội này, tôi sẽ có thể thay đổi được cái tương lai của mình. Và khi đó là bao nhiêu người xung quanh anh chị là phản đối anh chị và coi thường anh chị, và anh chị thấy là thực sự là mình bị mất năng lượng quá, đúng không ạ? Mất năng lượng quá và mình thấy là cuộc đời mình tại sao lại như vậy. Và có những người anh chị nhé, có những người thì họ vẫn tiếp tục, họ vững bước, họ đi tiếp trên con đường họ chọn. Thứ hai là có những người họ nghe theo những người thân của mình luôn. Đấy, họ nghe theo những người thân của mình luôn và họ không dám đưa ra quyết định. Và anh chị ạ, quyền năng lớn nhất của con người đó là quyền lựa chọn và ra quyết định. Nếu như cuộc đời của anh chị gặp một cơ hội ngàn năm có một lần, cơ hội sẽ thay đổi anh chị cả cuộc đời, sẽ giúp cho anh chị đạt được tự do về tài chính, tự do thời gian, và anh chị lại không dám quyết định, anh chị lại phụ thuộc vào những ý kiến của những người xung quanh, hàng trăm hàng ngàn lời khuyên rẻ tiền ở ngoài kia đang chờ để đến với anh chị đấy ạ, đúng không ạ? Có rất nhiều lời khuyên đang xếp hàng đến với chính trong tâm trí của anh chị. Vậy thì nếu như anh chị thấy nếu như trong đầu chúng ta cái khát khao mong muốn trở nên giàu có, đúng không ạ, nó nhỏ hơn nỗi sợ thất bại, thì anh chị sẽ sao? Anh chị sẽ không dám hành động, đúng không anh chị? Đó, thì ở đây thì anh chị thấy là họ nghĩ là đầu tư là một cái thứ gì rất rủi ro, là một cái thứ gì không an toàn, là một cái thứ mà khiến cho họ phải tan ra bại sản, khiến cho họ không còn mạng. Và điều, tức là những cái nỗi sợ đó họ đặt ra rất là lớn và khiến cho họ không dám hành động bất kỳ một cái cơ hội mới, một cái thương vụ mới nào, dẫn đến họ là không bao giờ thay đổi được cuộc sống của họ luôn anh chị. Đó, anh chị thấy ạ, ở ngoài kia rất nhiều người chẳng bao giờ đầu tư cái gì, tại sao họ vẫn nợ nhiều tiền như vậy? Có những người đi vay tiền cho người khác, ôm nợ cả vài trăm triệu, cả vài tỷ. Có những người cho người khác vay tiền không đòi được. Có những người mua, cũng có những người là sao, bị lừa, đúng không ạ? Đó là những khi mà anh chị thấy là không phải là đầu tư mất tiền đâu, mà ngoài kia anh chị còn làm rất nhiều thứ anh chị mới mất tiền. Anh chị mất tiền anh chị, tại sao những ngày rằm anh chị đi lễ chùa, anh chị đi cúng bái ông bà tổ tiên, anh chị có phải anh chị mua đồ lễ, anh chị lên thắp hương, anh chị lên cúng bái, anh chị nói là cầu cho ông bà tổ tiên phù hộ cho năm nay nhà ăn con làm ăn phát đạt gấp 5, gấp 10 năm ngoái. Đấy, tết chúng ta hay có câu chúc như vậy, đúng không ạ? Hay thắp hương lên cầu khấn ông bà tổ tiên. Nhưng mà tự hỏi là nếu như nhá, anh chị đang đi làm công ăn lương mà anh chị nói là cầu chúc cho con làm gấp 5, gấp 10, thì anh chị thấy làm công ăn lương mà anh chị nói gấp 5, gấp 10 nó có khả thi hay không? Trong khi cơ hội mới đến anh chị thì anh chị lại không dám nắm bắt, không dám làm để anh chị đầu tư, để anh chị tạo ra tiền. Anh chị vẫn bám chất ở cái công việc hiện tại, và cái công việc hiện tại thì nó không thể cho cái anh chị cái kết quả như vậy được. Thì ở đây nếu mà chúng ta phân tích sâu ra, chúng ta lại thấy là đó là một cái điều mà rất là vô lý, đúng không ạ? Nếu như anh chị đầu tư, chắc chắn là anh chị sẽ có cái cơ hội mà bứt phá lên tài chính, lên rất là nhiều tiền, bảo gấp 5, gấp 10, gấp đến 100 còn được, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà chúng ta đi làm nông nghiệp, đúng không ạ? Nông nghiệp chúng ta cấy lúa, chúng ta cao thì chúng ta cũng được gấp rưỡi thôi, gấp đôi, đúng không ạ? Chị Trà cảm ơn em Thu nhá. Ok em, cứ thay đổi tư duy đi rồi chị tin là cơ hội sẽ đến với em. Chúng ta đi làm sao? Chúng ta đi làm thợ xây, đúng không ạ? Chúng ta cũng chỉ làm được một ngày 8 tiếng,
lương là 10 triệu nên anh chị cũng thấy là không bao giờ mà nó tăng cho anh chị lên 20 triệu trừ khi anh chị làm chủ. Đúng không ạ? Nên là ở đây à, nếu như chúng ta cứ cầu chúc là mình làm ăn gấp nhiều lần của năm trước, làm ăn phát đạt phát tài thì chúng ta phải làm cái công việc mới thì là mới có sự đột phá mới được. Nếu như chúng ta làm cái cách làm cũ thì cái kết quả vẫn là kết quả cũ mà thôi. Đúng không ạ? Anh chị vẫn là làm cái công việc cũ. Đúng không ạ? Vẫn là làm bằng công sức của mình thì cái kết quả vẫn là bằng chính cái công sức của mình mà thôi. Đấy anh chị ạ. Đấy, thế nên anh chị thấy rằng tiền nó không phải là tất cả, nhưng tất cả mọi thứ trên cuộc đời này nó đều cần đến tiền. Và để làm chúng ta hướng tới những cái sự giàu toàn diện thì đầu tiên chúng ta cần phải thay đổi tâm thái tốt, tâm thái về tư duy, thay đổi tư duy, thay đổi cách làm. Và khi chúng ta có được cái dòng tài chính ổn định rồi, chúng ta liên tục chúng ta vẫn học tập phát triển bản thân, nâng cấp lên và chúng ta hoàn thiện đấy cái bánh xe cuộc đời của mình. Bánh xe cuộc đời đây thì không hẳn là về tài chính đâu chị, nó còn liên quan đến vấn đề về sức khỏe, mối quan hệ, đúng không ạ, về những sự đóng góp từ thiện, rồi những về cả con cái, nói chung là rất nhiều lĩnh vực nó tạo thành một cái vòng tròn bánh xe cuộc đời. Đấy, chị thấy cuộc đời chúng ta đang có những cái gì thì ở đây là tài chính thì nó cũng nằm một mặt, nhưng nó chiếm phần lớn cho cuộc sống của chúng ta. Những cuộc chia tay, đúng không ạ, những gia đình chia tay, hoặc là những cái chết, hoặc là những bệnh tật mà chúng ta không cứu vãn được thì đôi lúc cũng do ảnh hưởng đến tài chính. Và anh chị thấy không ạ, nếu như chúng ta nhiều khi nhiều người tùy nói thật với anh chị là vào viện ấy, bác sĩ họ cũng không cần là biết là anh đang bằng cấp bao nhiêu, đúng không ạ, gia đình như thế nào, nhưng mà nếu như cần đến nói đến có một cái vấn đề gì đó về sức khỏe, đúng không ạ, bác sĩ đang cần một cái số tiền 50 triệu, 100 triệu, ai là cái người mà chồng tiền trước thì họ làm trước, đúng không ạ, đúng không ạ. Ở đây thì nói thật với chị, mặc dù là những cái lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, anh chị thấy không, anh chị thử, anh chị vào viện, đúng không ạ, có người thân ở nhà vào viện thì anh chị biết đầu tiên là bác sĩ sẽ gọi đến và yêu cầu là sẽ có một cái khoản tiền để phục vụ cho cái công, sẽ có cuộc phục vụ cho cái việc này đó. Bây giờ là người nhà có chấp nhận đồng ý hay không thì chồng tiền lên đây, thì người nhà không đồng ý thì bác sĩ không làm, đúng không ạ. Thế thì ở đây chúng ta thấy là cái tiền nó đang là cái vấn đề rất là quan trọng đấy. Nhưng mà Thủy Nguyễn vẫn chia sẻ cho cả nhà về tư duy mà. Thủy Nguyễn không phải chia sẻ độc về tiền đâu, Thủy Nguyễn muốn chia sẻ về cả nhà làm sao chúng ta thay đổi được, để chúng ta cùng nhau thay đổi đấy. Bởi vì anh chị ạ, giặc dốt là cái giặc mà cực kỳ nguy hiểm. Ngày xưa anh chị thấy không, anh chị ngày xưa anh chị thấy là có trộm cắp nhiều không ạ, đi đâu ra ngoài là hay một cái là chúng ta thấy là mình cũng lấy cái nọ lấy cái kia. Và bản thân Thủy Nguyễn cũng vậy luôn, ngày thời còn nhỏ ấy, đi ra ngoài đường thấy quả táo, quả la, quả cái gì đấy ở trên đường mình cũng lấy mà. Đấy, đi ra đồng chăn trâu cắt cỏ thì mình cũng có những cái tính đấy. Nhưng mà đó là cái gì anh chị ạ, thời đấy là cái thời rất nghèo. Đấy, nghèo đói, đúng không ạ, giặc đói, giặc dốt thì sinh ra trộm cắp, sinh ra các tệ nạn nhiều. Thì bây giờ anh chị thấy tức là mỗi một cái thời thì nó có một cái vấn nạn khác nhau. Thì ở ngày hôm nay, thời ngày hôm nay thì anh chị thấy là những cái trộm cắp vặt thì nó ít hơn rồi, đúng không ạ, ít hơn rồi. Và trừ những người nào mà họ thực sự là họ không thể thay đổi được, nên là họ ra ngoài là họ mới không kiềm chế được cái bản thân, hoặc là họ sa ngã vào những cái tệ nạn xã hội nên họ dính vào những trộm cắp. Còn người bình thường của chúng ta thì bây giờ là chúng ta không có những cái tính nhỏ nhỏ như vậy nữa rồi, đúng không cả nhà. Đó, em chào chị Tâm Phúc, em chào anh Anh, em chào chị Loan nhé, em chào anh Tuấn, em chào anh Sầm Cần ạ, em chào chị Hoàng Diễn. Xin chào tất cả anh chị nhà mình. Đó, thì bây giờ Thủy sẽ phân tích cùng với cả nhà, đúng không ạ. Thủy sẽ phân tích cho cả nhà là 2, 4 này, 6 cái tầm quan trọng của việc chúng ta phải đầu tư, cực kỳ quan trọng. Và nếu ai nghe được cái điều này và anh chị thử ngẫm thật kỹ trong cuộc đời của mình nó có đúng như vậy hay không, thì anh chị sẽ là sao, anh chị sẽ thay đổi được cái tài chính của mình, thay đổi được cả cái tương lai của mình luôn anh chị. Đầu tiên chúng ta thấy rằng, thì cô đã phân tích đoạn trước, thứ nhất tầm quan trọng của việc đầu tư là sẽ giúp cho anh chị tiền, đẻ ra tiền và đẻ ra nhiều tiền hơn. Đó anh chị đấy ạ, chúng ta chưa giàu đấy, chúng ta chưa giàu bởi vì chúng ta sao, chúng ta chưa biết cách làm thế nào mà để vận hành cái đồng tiền của mình. Nhiều khi mình chỉ biết kiếm tiền thôi, mình kiếm tiền xong mình tiêu hết, mình chẳng biết làm gì với số tiền đó cả, chỉ biết kiếm tiền về để tiêu, để phục vụ cuộc sống thôi.
Nhưng mà hầu như là rất ít người biết kiếm tiền để mua tài sản. Và anh chị biết là mua tài sản thì để một vài năm ấy, cái thứ tài sản đó nó sẽ tăng trưởng cho chị thành một cái số tài sản rất lớn. Nhưng mà cái vấn đề mua tài sản đấy thì thực sự là mọi người không biết luôn. Nhiều khi hỏi anh chị, nhiều người hỏi biết đầu tư không, anh chị bảo không, chẳng biết đầu tư, gọi là chỉ làm, ví dụ làm 10-15 triệu chỉ biết là à tháng này là có lương cao hơn một chút, à mình chi tiêu thoải mái rồi. Và chỉ vậy thôi, chỉ hoặc là tiết kiệm được 1-2 triệu thì coi như cất đi, có việc thì lại dùng đến. Không có biết thế nào để đầu tư tài sản luôn, không biết luôn anh chị. Đó, đó là thế thì chúng ta mới là cần cái việc chúng ta phải giáo dục tài chính. Chúng ta phải học được cái tài chính để chúng ta vận hành dòng tiền. Bởi vì sao ạ? Bởi vì bạn ạ, bạn kiếm được bao nhiêu tiền nó không có quan trọng bằng cái cách bạn kiếm, bạn giữ nó và bạn vận hành nó như thế nào. Bạn vận hành nó là cái điều cực kỳ quan trọng. Nếu như bạn có kiếm được 50 triệu, 100 triệu nhưng mà đó là cái công sức của bạn. Nếu như bạn, à bạn kiếm tiền số đó, à người ta sẽ ngưỡng mộ bạn rất giỏi. Bạn rất giỏi ở thời điểm hiện tại, bạn tạo ra được rất nhiều tiền. À nhưng mà bạn làm thế nào để bạn biến cái số tiền đó mà để một vài năm sau nó tăng trưởng cho bạn hàng trăm tỷ? Đó mới là cái điều cực kỳ cần thiết đối với nếu khi chúng ta kiếm được bất kỳ một cái số tiền nào. Hãy quản lý tiền từ khi còn nhỏ, từ số tiền nhỏ. Nhiều người nói với Thủy này, bây giờ ít tiền, tiền còn chẳng đủ tiêu thì lấy đâu mà quản lý, sao lại nhiều tiền quản lý một thể. Anh chị ạ, cách chúng ta làm một việc nó bằng cách chúng ta làm mọi việc. Nếu như số tiền nhỏ mà bạn không quản lý được thì số tiền to mình không bao giờ mình quản lý được. Không quản lý số tiền nhỏ thì làm sao có được số tiền to, đúng không anh chị? Phải quản lý, phải quản lý nó từ khi còn nhỏ thì để làm sao cái số tiền nhỏ đó nó mới biến thành số tiền to. Nên là nhiều anh chị nói là khi nào tiền to thì mới quản lý. Thưa, không có tiền to đâu nếu như anh chị không biết quản lý từ tiền nhỏ. Tức là khi mà chúng ta kiếm tiền ý, chúng ta phải làm sao, chúng ta phải phân bổ. Chúng ta không cần phân bổ ra 6 chiếc lọ như những người giàu họ chia sẻ, đúng không ạ? Nhưng chúng ta có thể phân bổ, thứ nhất là cái quỹ, quỹ cho chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, đúng không ạ? Và cái quỹ học tập, và đặc biệt là cái quỹ anh chị ạ, cái quỹ tự do tài chính. Bất kỳ ai chúng ta cũng cần phải có cái quỹ tự do tài chính đó. Nếu như anh chị ạ, 14 anh chị ngày hôm nay trong live của Thủy Nguyễn, anh chị thử xem trong tài khoản của anh chị, trong danh mục của anh chị có một cái tài sản nào đó mà anh chị kỳ vọng rằng 2 năm nữa, 3 năm nữa, 5 năm nữa anh chị sẽ có một cái tài sản tăng trưởng cực kỳ lớn, hay là có một dòng tiền đến với chị trong vài năm tới hay chưa? Đó, anh chị hãy kiểm tra lại danh mục của mình. Nếu như ngày hôm nay chị đang kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình nó chỉ vẻn vẹn một cái số tiền nhất định nào đó, và quay lại không có một cái tài sản nào đó, thì chúng ta cần phải hành động ngay lập tức. Bởi vì thời gian sẽ không chờ đợi bất cứ một ai. Nếu chúng ta làm được điều đó là chúng ta đang làm đúng quy tắc của những người thành công đấy ạ. Đấy ạ, bởi vì chúng ta thấy sao? Ngày hôm nay chúng ta hãy làm được 5 triệu, 10 triệu hay 15 triệu, 20 triệu. Anh chị hãy trích ra 1 phần 10 thu nhập của mình để dành cho các khoản đầu tư. Tại sao nó lại như vậy? Thì vẫn nói là nó sẽ giúp cho anh chị có được cái sự tự do tài chính và tự do hạnh phúc, đúng không ạ? À, chị Loan nói là đi làm kiếm được tiền rồi phải biết trích ra một phần đủ là nhỏ, tích tiểu thành đại, khi cơ hội đến hãy lắm mắt. Đấy thì em nói cảm ơn chị Loan rất là nhiều nhá, chị nói rất là đúng luôn ạ. À, thì ngày xưa Thủy Nguyễn cũng nghĩ là mình làm gì có cơ hội để mà đầu tư thế nào, mình cũng rất là sợ, đúng không ạ? Và khi mà Thủy được học, họ nói là phải trích ra một cái quỹ tự do tài chính. Ngày xưa khi mà Thủy nghe quỹ tự do tài chính, Thủy Nguyễn còn rất là mơ hồ luôn anh chị. Thủy Nguyễn còn mơ hồ, không biết tự do tài chính là cái gì ấy. Tự do tài chính anh chị ạ, là cái việc chúng ta có thể duy trì cuộc sống theo ý mình muốn đến bất cứ khi nào mà không phải lo lắng đến tiền. Anh chị có thể làm bất cứ thứ gì, đi bất cứ đi đâu mà anh chị không phải cân đối xem cái túi tiền của mình có bao nhiêu. Bởi vì anh chị đã đạt được tự do tài chính là anh chị có rất nhiều dòng tiền. Anh chị có nhiều dòng tiền ý. Có nhiều dòng tiền thì khi mà tiêu hết rồi thì nó lại chảy về. Đó là chúng ta phải đạt được cái ngưỡng cửa của sự tự do tài chính.
Chúng ta sống ở trên thế giới này đâu đó cũng có khoảng vài chục năm thôi. Đấy, để làm thế nào để mình sống cuộc đời đáng sống, không phải sống cuộc đời phải sống. Nhiều người sinh, nhiều người sống ở tuổi 30, đúng không ạ? Chết ở tuổi 30 nhưng mà 70 tuổi mới đi chôn. Tại sao ạ? Anh chị có hiểu cái ý nghĩa của cái câu thì nói ạ? Tức là sống một cuộc đời lúc nào cũng khổ cực, cũng than vãn, cũng cảm thấy là bế tắc mà không có cách giải quyết, nhưng lại không chịu tìm con đường giải quyết, và khi có phương hướng đến giải quyết thì lại không chịu nắm bắt, không chịu thay đổi, và dẫn đến cả cuộc đời cứ đằng đẵng theo cái sự là đau khổ đến lúc chết luôn đấy chị. Đấy à, thế chị Loan giống em quá. Chị Loan giống em khi mà em đọc cuốn sách Người Giàu Nhất Thành Babylon ấy, thì em cũng thực sự là thức tỉnh rất là nhiều đấy. Và em thấy một cái câu chuyện của một người làm công ăn lương thôi mà ông ấy trở thành người giàu nhất thành Babylon luôn đấy chị, nhờ áp dụng quy tắc trích ra 1/10 thu nhập để dành cho khoản đầu tư. Ban đầu ông đầu tư cũng bị sai, ban đầu ông đầu tư cũng bị thua lỗ, nhưng mà sau đó thì ông đã biết cách đầu tư đúng, và từ khi đó là ông tạo ra rất nhiều tiền đó. Thế nên là ngày hôm nay chị ạ, cho dù chúng ta làm ở đâu đi chăng nữa, chúng ta hãy biết cách chúng ta trích ra cái phần thu nhập nhỏ để mình tạo ra nhiều tiền. Đó là cái quỹ tự do tài chính. Cho dù bất cứ một cái việc nào đó mà anh chị cần đến tiền thì anh chị đừng lấy cái quỹ tự do tài chính của mình ra. Bởi vì nếu như mình lấy cái quỹ tự do tài chính của mình ra là mình đang chặt đứt đi cái tương lai của mình ấy, chặt đứt đi cái gốc cây tương lai giàu có của mình. Nhiều khi đó là khi mà anh chị thấy ạ, cái mục đích của anh chị tiết kiệm tiền để làm gì? Cái mục đích của anh, của ngày xưa ông bà mình thì anh chị thấy là tiết kiệm để phòng trừ rủi ro. Thì theo anh chị, nếu mà tiết kiệm phòng trừ rủi ro thì rủi ro là có đến không ạ? Bởi vì đó là cái luật hấp dẫn, càng tập trung đến cái gì thì cái đó càng mở rộng. Vậy thì chúng ta bây giờ chúng ta thay đổi suy nghĩ của mình thôi. Chúng ta thay đổi là tiết kiệm để đầu tư gia tăng tài sản để tự do về tài chính. Cái số tiền đó là ưu tiên cho việc gia tăng tài sản. Thì sao ạ? Anh chị tích lũy ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, và anh chị tích lũy được cái tài sản, nó sẽ lớn dần lên theo thời gian. Thì lớn dần lên theo thời gian thì anh chị sẽ tạo ra được rất nhiều tiền, đúng không ạ? Ở đây anh chị ạ, đầu tư, đúng không ạ, nó có thể là sao ạ? Nó không giúp chúng ta trở nên giàu có. Đấy, đúng là như vậy. Nhưng những người giàu có đều là những người đầu tư. Nếu như anh chị nói là đầu tư là rủi ro, thế những người thành công ở ngoài kia không phải là người ta đầu tư thì người ta là cái gì ạ? Người ta đầu tư đi chị. Người ta đầu tư và anh chị ạ, người ta nói là những cái thành tựu lớn của cuộc đời con người nó đến từ việc chúng ta nắm bắt một cơ hội lớn nào đó, hoặc là chúng ta trúng một mánh, một thương vụ nào đó thì mới giúp chúng ta có được nhiều tiền và có chúng ta có một sự bứt phá lên tài chính. Đó. Thì là anh chị đã, anh chị đi làm một ngày anh chị chỉ có 24 giờ, nhưng tiền của anh chị, anh 24 giờ đó anh chị chỉ làm được 8 tiếng đến 10 tiếng 15 tiếng nếu như anh chị làm ngày qua ngày, tháng qua tháng, thì sớm muộn anh chị cũng bị kiệt sức. Nhưng mà tiền nó làm việc cho anh chị 24/24 giờ. Trong lúc ngủ doanh nghiệp vẫn vận hành, tiền anh chị vẫn tạo ra, đúng không ạ? Dịch vụ sản phẩm vẫn được bán, người tiêu dùng vẫn mua hàng, thì chúng ta vẫn có tiền. Chúng ta vẫn có tiền. Đó là anh chị thấy à, đó là lý do chúng ta phải học cách kiếm tiền ngay trong lúc ngủ, để mà trong lúc ngủ tiền cũng về, chúng ta có thể đi chơi bất cứ nơi đâu, chúng ta làm bất cứ điều gì muốn theo cái cách của chúng ta, sống theo cái phong cách sống của chúng ta, mà chúng ta không phải lo lắng. Anh chị thấy không ạ? Có Ngọc Trinh mua túi sách 400 triệu, trong khi đó mình tiết kiệm cả một vài năm mình còn không tiết kiệm được 400 triệu. Nếu như họ mua được cái túi sách 400 triệu, họ đã kiếm được hàng trăm tỷ rồi. Đấy, rất là nhiều. Đó là sự khác biệt. Khác biệt ở đây thì nói với chị là khác biệt đầu tiên về cái tư duy. Nếu như chúng ta muốn thay đổi túi tiền từ nghèo sang giàu thì chúng ta phải thay đổi tư duy từ nghèo sang giàu, phải thay đổi hết anh chị ạ. Bởi vì sao ạ? Cái nắng của ngày hôm qua, đúng không ạ, nhiều khi những cái tư duy nó bị bám rễ vào trong mình lâu quá rồi,
đấy, lâu quá rồi. Và mình nghĩ là đầu tư là rủi ro, đầu tư là mất tiền, và đầu tư là mình không đủ giỏi, mình không có kiến thức, mình không có kỹ năng, mình số vốn ít rồi cơ hội lớn như vậy làm sao đến được mình, và bao nhiêu lỗi sợ đặt ra. Lỗi sợ đặt ra thì sao? Thì nếu như chị đặt lỗi sợ nhiều quá thì làm sao mà chúng ta dám hành động? May mắn nó chỉ đến khi chúng ta hành động thôi, nó không tự nhiên ở trên trời nó rớt xuống bất cứ một ai cả. Những người người ta gặp may mắn là người ta trong quá trình người ta may mắn đó là người ta đang hành động, người ta đang hành động nha chị. Thứ nhất là chúng ta rút tiền để ra tiền đúng không ạ? Đấy, thứ hai là chúng ta giúp quản lý tài chính cá nhân, thì chị cũng đã chia sẻ rồi. Chúng ta sẽ có kế hoạch quản lý chi tiêu hợp lý. Đấy, sẽ biết dùng tiền làm gì. Đấy, sẽ biết là làm thế nào để đẻ ra tiền đúng không ạ? Thứ ba là tạo ra dòng tiền tự do tài chính. Đấy, thì cũng đã phân tích rồi với anh chị rồi. Đấy, đầu chỉ có đầu tư thôi mới giúp chúng ta tạo dòng tiền, tạo ra tự do. Đấy, thì Thủy Nguyễn ví dụ như anh chị như thế này. Thủy Nguyễn ví dụ ngay công ty ở từ nhà Thủy Nguyễn thôi. Công ty may thôi. Đấy. Chị Lan nói rất đúng ạ, gánh nước đừng quên đào giếng. Đấy, thì câu này là cũng có ý nghĩa như thế này một chút anh chị. Nhiều khi nào bây giờ chúng ta đang đi làm việc ấy, là chúng ta đang đi gánh nước ấy. Cái việc chúng ta đang kiếm tiền ấy cũng giống như việc chúng ta đi gánh nước như vậy, để cho nó dễ hiểu. Anh chị gánh nước anh chị có thấy mệt không? Anh chị gánh nước anh chị có thấy mệt không ạ? Không biết anh chị thế nào chứ ngày xưa mà anh chị lúc thì còn nhỏ ấy, thì lúc đó là hay nước thì không phải là giếng, không phải là những cái giếng to như bây giờ, thì nhà Thủy ở trên cái khu vực đấy thì không có nước mấy, nên là cứ đến mùa khô là hết nước. Thì thật sự là đi gánh nước ấy thấy mệt lắm luôn ấy cả nhà. Đấy, gánh nước ăn rồi mà phục vụ nhu cầu ăn uống này, tắm giặt này, rửa ráy sinh hoạt này, đấy mình thấy là nó tốn rất nhiều. Và mình đi gánh nước, gánh hai thùng nước vèo cái là về dùng hết. Thế thì quay sang câu chuyện của tiền. Anh chị thấy không? Anh chị kiếm được 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu. Anh chị thấy vèo một cái nó cũng hết. Chưa đến tháng anh chị đã thấy là tiền của mình nó đi đằng nào ấy nhỉ? Đúng không ạ? Anh chị có thấy là lúc mình bảo là kiểu như tiền nó không có chân nó chạy hay sao mà mình thấy mình vừa mới cầm nó chưa được lóng tay mà mình đã thấy nó xa khỏi cái túi của mình rồi. Năm lúc mình còn giật mình luôn đấy đúng không anh chị? Đó, thế là việc là chúng ta đang đi kiếm tiền này này. Chúng ta cũng đang là đi gánh nước đấy anh chị. Chúng ta đi gánh nước. Đấy, thì vẫn bảo anh chị là chúng ta hãy học cách để chúng ta xây dựng cho mình cái đường ống dẫn nước. Đấy, để chúng ta ngày hôm nay chúng ta xây dựng đường ống dẫn tiền này. Bây giờ chúng ta vẫn còn khỏe, chúng ta vẫn còn lao động được, chúng ta vẫn làm được. Thì cả nhà mình cứ ấy đi ạ, cả nhà mình cứ làm ra cái quy tắc Thủy bảo. Và những anh chị đã học được cái quy tắc quản lý tài chính ấy, anh chị cứ làm như thế đi ạ. Bất gì, trích ra phần thu nhập để dành cho khoản đầu tư. Đấy, làm như vậy thì sao? Anh chị sẽ sớm muộn anh chị cũng sẽ tạo ra dòng tiền. Đấy, tổng nhiên là cộng thêm trong quá trình anh chị tích lũy đó thì anh chị tích lũy tiền, anh chị tích lũy thêm kiến thức, thêm tư duy, thêm kỹ năng. Đó, thì khi mà cơ hội đến thì anh chị mới nắm bắt được chứ. Tại sao người ta nói là cơ hội, đã gọi là cơ hội thì nó là cơ hội thì không phải là ai cũng nhìn thấy. Đấy anh chị ạ. Người ta nói là cơ hội là cái thứ gì đó nó rất là mập mờ. Nó giống như là cái kiểu mà tầm mắt và cái tầm nhìn của anh chị á. Cái tầm mắt là ví dụ anh chị chỉ nhìn là cái khoảng cách độ khoảng 1 km đúng không ạ? Anh chị nhìn thẳng thôi đúng không ạ? Nhưng mà nếu như tầm nhìn là anh chị có thể nhìn xa hơn nữa. Anh chị nhìn xa nữa là ở đây chúng ta thấy là tầm mắt là những cái gì chúng ta nhìn thấy bằng cái mắt thường của chúng ta này. Đấy, ví dụ Thủy nhìn thấy, anh chị nhìn thấy Thủy đây này. Đó là tầm mắt. Những cái gì mà anh chị đang quan sát được này, đó là tầm mắt. Anh chị công nhận đó là có, đúng không ạ? Nhưng những cái gì mà gọi là tầm nhìn ấy, là người ta nói là nhìn thấy cái tương lai của cái điều đó nó sẽ xảy ra cái điều đó. Đấy, tương lai nó sẽ xảy ra những cái điều y chang như mình đang nhìn thấy, mình đang hình dung tưởng tượng. Mặc dù đó là hình dung tưởng tượng, nhưng là đó gọi là tầm nhìn. Và cái tầm nhìn đó thì lại giúp cho họ kiếm được rất nhiều tiền. Đấy, chứ không phải là tầm mắt. Bởi vì những người ta nhìn thấy tầm nhìn ấy là những người mà người ta thuộc cái phần trăm số ít trong xã hội. Cái tầm nhìn là những cái thứ mà cái người bình thường họ chưa có nhìn được. Nhưng mà cái người họ có tầm nhìn xa họ đã nhìn được rồi. Họ đến trước và họ nắm bắt cơ hội, họ nắm bắt thời cơ và họ thay đổi cuộc đời từ đó. Còn nếu như ai đó mà nhìn cái tầm nhìn quá ngắn hạn ấy, chỉ nhìn là kiếm tiền làm chỉ muốn là có tiền luôn.
Đấy, hôm nay là mai có tiền luôn, và chỉ năm này qua năm khác thì thực sự với anh chị là nó không bền. Đấy, là không bền và nó không giúp cho họ có trở nên giàu có được. Đấy, thế còn ở đây những cái tầm nhìn nào chị nhìn thấy nó ok hết rồi đúng không ạ? Em chào anh Sơn Trần, em chào anh Long Lê Di, em chào chị Xuân Chiêu ạ, em chào anh Năng Đặng ạ. À, anh chị thấy ạ. Đúng rồi, chị Ga nói rất đúng đúng không ạ? Nhìn được cái sẽ xảy ra ở tương lai, đầu tư vào nó bạn sẽ có rất nhiều tiền. À, nhiều khi mà người ta không thể trở nên giàu có, không thể đầu tư thành công bởi vì họ không nhìn xa trông rộng được. Họ chỉ quan tâm đến những cái lợi nhuận trước mắt thôi. Và họ đã quên mất đi cái giá trị của tương lai. Và đầu tư vào cái gì giá trị thì nó càng kiếm được nhiều tiền. Nên người ta nói là những cái thứ gì mắt bạn nhìn thấy, người ta làm hết rồi. Đúng không ạ? Người ta làm, người ta thành công rồi thì anh chị mới nhìn thấy. Hay là tập đoàn Apple ngày hôm nay anh chị thấy nó thành công rồi đúng không ạ? Gọi là tầm mắt đấy anh chị. Không gọi là tầm nhìn nữa. Không gọi là tầm nhìn nữa. Facebook bây giờ anh chị cũng gọi là tầm mắt rồi. Mắt anh chị nhìn thấy nó thành công rồi. Đấy, chính vì nó thành công nên anh chị mới nhìn thấy được nó. Còn chính vì nó chưa thành công nên anh chị chưa thể nhìn thấy được nó. Và đó gọi là tầm nhìn. Nếu như chị nhìn thấy một cơ hội nào đó sẽ thành công, đấy, thì đó gọi là cơ hội. Cơ hội là những cái thứ mà người khác chưa nhìn thấy. Tầm nhìn là những cái thứ khác chưa, họ chưa nhìn thấy. Thì bạn đã nhìn thấy là bạn đang nắm được cái cơ hội. Và tại sao chúng ta lại nói là phải thay đổi tư duy? Khi mà thay đổi tư duy, anh chị người ta nói ạ, tại sao họ có nói câu đó là mây tầng nào ấy, gió tầng nào mây tầng đó, thì người ta nói là có sự tương đồng, có sự tương đồng thì mới hút được nhau. Khi mà cơ hội, nói là cơ hội thay đổi cuộc đời, cơ hội làm giàu, nhưng mà tư duy là tư duy của việc làm công ăn lương, tư duy của cánh nghèo, không dám thay đổi, sợ mạo hiểm, sợ rủi ro, thì sao ạ? Thì không bao giờ nhìn ra cơ hội được, đúng không ạ? Nếu như những người họ muốn giàu có, bây giờ tôi phải làm gì để tôi trở nên giàu có đây? Tôi không thể chấp nhận cuộc sống đi làm công ăn lương, tôi không thể chấp nhận cuộc sống nghèo khổ được nữa. Và trong đầu họ đã có cái sự, bắt đầu có cái sự cầu thị, bắt đầu họ đi tìm kiếm những giải pháp để giúp họ đạt được điều đó. Tại sao có những người họ nhìn thấy cơ hội rất nhanh, còn có những người họ không nhìn ra cơ hội và họ coi đó là rác, là rơm anh chị, và cũng chẳng liên quan gì cuộc đời của họ cả. Nhưng có những người nhìn thấy đây là cơ hội kim cương, là thời điểm vàng để giúp họ có một cái sự đột phá lớn về tài chính, và họ làm bắt rất nhanh luôn anh chị. Với cơ hội UST cũng vậy đúng không ạ? UST cũng vậy, nó là một cái cơ hội kim cương, nhưng mà không phải ai cũng nhìn thấy. Một cái tầm nhìn của giao thông tương lai, của cái giao thông tiếp theo của nhân loại. Nhưng người ta nói là đây hình ảnh 3D, hình ảnh bánh vẽ, không có thật, hình ảnh cắt ghép. Rồi ông chủ tịch đi mượn người để quảng bá, giống như là mấy cái đơn vị họ thấy là họ mượn những người nổi tiếng về làm ấy chị. Đấy, tức là rất là nhiều bức tranh họ vẽ ra. Họ vẽ ra một bức tranh thất bại, họ không vẽ được một bức tranh thành công. Và họ, trong đầu họ anh chị ạ, trong đầu của họ là chỉ toàn bộ là suy nghĩ tiêu cực, là những nỗi sợ, là những sự rủi ro, đúng không ạ, là những sự thiếu quyết đoán. Thì sao? Thì một cái bức tranh đó sẽ tạo nên một cái bức tranh thất bại hoàn chỉnh luôn. Bức tranh thất bại rất hoàn chỉnh và rất có lý luôn anh chị, có lý lắm luôn. Vậy thì trong đầu, nếu một người nào đó tích cực, họ sẽ phân tích thông tin, họ sâu chuỗi lại và họ đánh giá, họ sẽ ghép thành một bức tranh thành công. Một bức tranh thành công ở đây thì nó sẽ có từ những cái sự khó khăn, đúng không ạ? Có những cái sự phân tích thông tin cả về tiêu cực, cả về tích cực, bắt đầu họ mới ghép lại hoàn chỉnh. Nhưng ở đây là trong đầu của những người mà họ không tin, họ chỉ có một bức tranh của sự thất bại, thôi. Đấy là họ mặc định là điều đó là cái điều không có thật. Nên ở đây chúng ta mới nói là tầm của bạn đến đâu thì tiền của bạn đến đấy. Cái tiền bạn kiếm được nó tỷ lệ với giá trị bạn trao cho thị trường. Khi mà chúng ta đồng hành cùng với doanh nghiệp, chúng ta đang góp phần một cái giải pháp giải quyết vấn đề của toàn cầu. Lớn không ạ? Cung cầu, đúng không ạ? Một sản phẩm tốt là một sản phẩm tiềm năng. Đấy, nó có thành công lớn, nó dựa vào sự cung, đúng không ạ? Cung, nhu cầu cung cấp cho thị trường, nhu cầu sử dụng của thị trường. Đó, và khả năng chiếm lĩnh thị trường với sự tiềm năng của công nghệ đó. Rất nhiều thứ liên quan. Đấy. Nên là anh chị ạ,
chúng ta khi mà chúng ta thay đổi tư duy, chúng ta mong muốn, chúng ta khát khao cuộc sống giàu có, thì Thủy tin là vũ trụ nó sẽ bẻ cong để giúp đỡ anh chị luôn. Cơ hội là tự động nó gõ cửa đến nhà của anh chị. Nhưng mà anh chị ạ, khi mà cơ hội đến với mình nó gõ cốc 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 đúng không ạ, mở cửa ra tôi trao cho bạn cơ hội, thì là sao ạ? Bạn đóng sập cánh cửa vào thì cơ hội nó làm sao đến được với nhà của bạn đấy. Và sau đó thì nó lại gõ cửa đến nhà khác và họ mở cửa ra vào, cơ hội là đi vào nhà của họ và sự giàu có đến với cuộc đời của gia đình của họ. Tuyệt vời không ạ nhà? Đó, anh chị thấy ạ, anh chị thấy những người thành công, những người thành công ấy, họ giàu lên nhờ họ làm một cái điều gì đó lớn, khác biệt, không giống ai cả. Anh chị thấy họ làm không giống ai không ạ? Khi họ làm thì có vẻ rất nhiều người chửi họ, rất nhiều người nói là họ là điên rồ, là dở hơi đúng không ạ? Nhưng mà khi họ thành công làm thì bao nhiêu lời nói ngưỡng mộ, bao nhiêu những con mắt họ trầm trồ, họ khen ngợi. Đó là thiên hạ mà, đúng không ạ? Cuộc đời của mình tự làm thôi, mình tự chịu. anh nói là chỉ có những ước mơ và khát khao thoát khỏi cảnh nghèo khó thì họ mới nhìn ra cơ hội thôi. À, chính xác, đúng không anh? Đấy, người ta nói là con không khóc thì làm sao mà mẹ cho bú được. Đấy, nếu như anh chị không có khát khao thì vũ trụ đâu có biết anh chị cần đâu mà cho anh chị. Đó, thì thấy đúng lắm luôn ấy. Và tất cả những điều mà Thủy Nguyễn đặt mục tiêu này, Thủy Nguyễn mong muốn ở trong đầu thì hầu như nó đều xảy ra hết, nó đều hoàn thiện hết rồi anh chị. Đấy, nó đều hoàn thiện hết luôn. Nên là anh chị cải cứ có khát khao, có khát vọng, có ước mơ, anh chị hành động. Và anh chị hành động ở đây là không phải chỉ cho bản thân của anh chị đâu, mà cho cả tương lai của các con, thế hệ sau của mình nữa. Đấy, mình làm sao mà phải giàu có ít nhất 3 đời đến 5 đời đấy, thay vì chỉ có đời của mình thôi. Đấy anh chị ạ. Và chúng ta phải để lại một cái điều gì đó cho đời của mình, đúng không ạ? Cho đời sau của mình, nó là giá trị. Và tiếp theo đó là một cái việc là nó hạn chế được lạm phát. Anh chị thấy không ạ? Những năm 2000 thì bát phở lúc đó là có bao nhiêu ạ? Có 5.000 đúng không ạ? Có 5.000 một bát phở thôi. 5.000 một bát phở. Đến bây giờ thì bát phở đã 40-50.000 rồi. Đấy, nó lạm phát một cách rất là ghê gớm. Và anh chị biết là tiền khi mà để trong ngân hàng ấy, tiền để trong ngân hàng cũng lạm phát, nó cũng không theo kịp được sự lạm phát của thị trường. Đấy, bởi vì anh chị cứ nhiều khi mọi người cứ nghĩ là tiền để trong ngân hàng nó là an toàn. Đấy, nhưng mà thật sự đâu có an toàn đâu. Năm nay anh chị gửi 100 triệu. Đấy, sang năm nó chỉ còn 97 triệu thôi. Sang năm nữa nó chỉ còn 95 triệu. Tức là nó sẽ giảm một cách vô hình mà anh chị. Số tiền thì chúng ta vẫn được cầm bằng đó. Đấy, vẫn được lãi cầm bằng đó, nhưng cái giá trị của đồng tiền thì nó lại bị giảm đi. Đấy, anh chị thấy đúng không ạ? Vậy thì anh chị thấy ạ, chỉ có đầu tư mới giúp cho làm sao ạ? Hạn chế được lạm phát. Bởi vì nếu như chúng ta để tiền mặt thì lạm phát cực kỳ lớn đúng không ạ? Lớn lắm luôn anh chị. Đó, thế anh chị thấy rằng nào, cái việc đầu tư ấy, bởi vì chúng ta đang vận hành theo dòng chảy của tiền. Những việc chúng ta bỏ tiền vào đầu tư ấy, và đầu tư những cái thứ mà tạo ra giá trị cho thị trường ấy, thì cái đồng tiền đó là cái đồng tiền nó đang quay vòng. Tiền nó chỉ tạo ra tiền khi nó tạo ra, nó vận hành đúng cái giá trị của nó. Nó phải được dùng tiền để tạo ra tiền thì cái tiền đó là mới quay vòng được. Còn tiền để yên một chỗ đó là đồng tiền chết. Trí tuệ mà không được, trí tuệ mà không được khai mở, đấy, không được hành động, không được làm thì đó là trí tuệ chết. Nếu như giữ của riêng mình, đúng không ạ? Thì tiền cũng vậy. Nếu như chị bỏ vào doanh nghiệp thì doanh nghiệp đó năm nào nó cũng làm ăn, nó cũng phát triển, nó cũng tạo ra sản phẩm hàng hóa, thì tiền của chị nó sẽ có cơ hội để nó có những cái lợi nhuận, thì nó sẽ tăng chống được cái lạm phát, đúng không chị? Đó. Và tiếp theo đó là phòng bị cho việc nghỉ hưu và biến cố sau này. Tại sao lại chúng ta lại nói là phòng bị việc đầu tư nó lại phòng cho việc nghỉ hưu? Đúng không chị Loan nói là tiền ngân hàng họ cũng lấy tiền của mình đem đi đầu tư. Đấy, tức bản chất là họ đang kinh doanh trên tiền của mình mà. Họ lấy tiền của mình để họ đi đầu tư, họ đi kinh doanh vào các lĩnh vực khác.
Đấy, mình không biết vận hành tiền thì họ gom tiền của những người đi làm công ăn lương, những người đi làm tư hoặc những người mà chưa biết cách vận hành tiền, họ gửi tiền vào đó. Thì họ lấy tiền của họ, lấy tiền của những người đấy họ đi đầu tư và họ trả lại cho một cái phần trăm nhỏ nhỏ đấy. Thì và nhiều người thì cảm thấy rất là thích với số tiền lãi đó. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đó là một cách để đánh lừa thôi. Những người mà họ có tư duy để đầu tư, họ không có gửi ngân hàng đâu. Gửi ngân hàng ở đây là họ chỉ là gửi cái số tiền mặt để họ cần thì họ có thể lấy bất cứ lúc nào thôi. Đấy, chứ còn cái số tiền mà để họ gia tăng tài sản thì họ không có để trong ngân hàng. Đấy, còn cái việc chúng ta đầu tư thì chúng ta lại phòng được cái nghỉ hưu. Ví dụ như anh chị thấy rằng là nhiều người nghỉ hưu xong thì về được khoảng là nhận lương được khoảng vài triệu tùy theo cái ngành nghề. Đấy, cần mức đóng của người đó. Khi mà anh chị thấy là nếu như ai đó sắp đến tuổi về hưu, anh chị cũng nhận được một số tiền cũng bình thường thôi. Đấy, cũng nho nhỏ thôi. Thế thì so với những cái sự phát triển của kinh tế ngày hôm nay, đấy, với những cái nhu cầu sinh hoạt của con người, thì với cái số tiền nhỏ như vậy thì nó có đáp ứng được cái nhu cầu của mình hay không? Đấy, chắc chắn là nó cũng sẽ là rất là cần tiện nếu như mà anh chị mà chi tiêu nhiều. Còn nếu như mà ai đó tiết kiệm được một vài tỷ, đấy, nếu như mà thực sự với anh chị là có công việc biến cố cái thì cũng có thể có hết luôn à? Đấy, thế nên là cái cách mà Thủy nói với chị là phải xây dựng dòng tiền nó cực kỳ quan trọng luôn. Đấy, nếu như anh chị nghỉ hưu mà anh chị có một dòng tiền, anh chị nghỉ hưu mà anh chị có dòng tiền thì nó có tuyệt vời á. Anh chị có biết là anh chị đi làm công chức, anh chị đi làm công mà anh chị đóng bảo hiểm ý, anh chị rất là cũng vui mừng vì mình được nhận khoản lương hưu sau khi mình kết thúc những cái năm mình làm việc hành chính, đúng không ạ? Nhưng anh chị biết là cái khoản lương hưu của anh chị đang rất là thích đó. Anh chị sống thì anh chị còn, và anh chị chết đi là anh chị hết. Và nó không được thừa kế cho các con của anh chị đâu ạ. Kể cả chết đang chừng cũng hết lương hưu luôn. Còn cái việc mà anh chị biết là nếu như chúng ta tạo ra dòng tiền ý, chúng ta tạo ra dòng tiền mà chúng ta tạo ra tài sản là việc chúng ta nắm giữ từ cái tài sản của doanh nghiệp ý, thì anh chị ạ, chúng ta có chết đi thì cái tiền đó nó vẫn để lại cho con, cho cháu của chúng ta. Và con cháu của chúng ta chết đi, nếu như họ không bán thì vẫn để lại cho đời tiếp nữa. Nhưng mà cái lương hưu của anh chị ngày hôm nay, chị đang đi làm công, chị đang đóng bảo hiểm đấy, là anh chị là sao? Là mọi người chỉ được nhận một lần thôi, nhận khi còn sống và thừa và hưởng khi của đời mình thôi. Đấy, thế nên là tất cả những cái tiền lương hưu mà anh chị gọi là lương hưu á, đi làm công việc hiện tại ấy, thì đó là chính là lương của mình đấy, lương của mình trích ra trả đấy, chứ không phải lương của nhà nước đâu. Nhưng cái việc chúng ta đầu tư này là cái việc mà chúng ta từ một cái đồng nhỏ nó vận hành cho chúng ta thành cái số đồng lớn, số tiền lớn. Thì xin phép cả nhà uống nước. Nhiều khi là bây giờ mình, nhiều khi anh chị bây giờ sống đến 40, có những anh chị, có những cô chú anh chị 50 tuổi đấy, thì vị chi nhiều anh chị nói là thôi cũng sắp tuổi gần đất xa trời rồi đấy, nhưng mà chưa phải đâu, bởi vì khi mà mình còn nợ đời là mình chưa thể xa rời trần thế được đấy. Khi mà mình không hết nợ đời rồi thì mình mới xa rời trần thế, thì nhiều anh chị nói là thôi sống được bao nhiêu lâu nữa, đầu tư làm gì đấy. Nhưng anh chị biết rằng là nếu như ai đó bây giờ mới 40 tuổi, nếu như chị sống đến 100 tuổi hay sao, còn hơn nửa cuộc đời đấy chị, đúng không ạ, còn 60 năm nữa đấy. Và cái lúc chúng ta kiếm tiền nhiều nhất là cái lúc chúng ta còn trẻ. Và nếu như còn trẻ mà chúng ta không có kế hoạch để tạo ra tài sản, thì đến lúc mình không có đủ sức lao động nữa thì mình làm sao mình làm có tiền được đấy. Vậy thì vị chi là còn vài chục năm cuộc đời nữa là cái lúc mình cái sức làm của mình nó cũng thấp hơn rồi đấy. Nếu như mà bây giờ mình không thể kiếm tiền như cái lúc còn trẻ được, lúc đó thì thực sự là Thủy nói thật với anh chị là Thủy không biết là Thủy muốn phụ thuộc kinh tế vào bất kỳ một ai cả, kể cả chồng mình có giàu, bố mẹ mình có giàu, nhưng mà Thủy thích sự tự lập. Thủy thích tạo ra cuộc đời của tôi, bởi vì cái tư duy triệu phú thì vẫn nhớ, tôi tạo ra cuộc đời của tôi tạo ra số lượng chính xác những thành công về tài chính của tôi, tức là đều là tôi tạo ra, tôi chịu trách nhiệm tất cả mọi thứ.
chứ không muốn phụ thuộc, bởi vì phụ thuộc kinh tế vào người khác rất là khổ. Và anh chị có muốn là nếu như sau này anh chị không bây giờ anh chị không làm, sau này anh chị cứ phải nhờ vào con, đúng không ạ? Làm gì cũng xin tiền con, không có một cái dòng tiền nào thực sự là mình cảm thấy là nó rất là có một cái điều gì đó là không có ổn lắm. Mặc dù nhiều khi nói là nuôi con đến thì con có trách nhiệm là nuôi bố mẹ, đúng không ạ? Nhưng mà các cụ có câu đúng không ạ, 10 con một mẹ có thể nuôi được 10 con, nhưng 10 con chưa chắc nuôi được một mẹ. Và bố mẹ thì là luôn luôn thương con đấy, thì không muốn là lấy tiền của các con khi các con còn vẫn còn khổ, còn nghèo. Thế nếu như mà ngày hôm nay chính chúng ta là những bố mẹ, đúng không ạ, chính chúng ta là những bố mẹ thì chúng ta hãy hành động để chúng ta có thể là sau này chúng ta tự chủ về tài chính, chúng ta tự chủ, chúng ta độc lập về tài chính và không bị phụ thuộc vào ai cả đấy. Thế nên anh chị hoàn toàn làm được điều đó mà, bởi vì chúng ta cũng đều giống nhau cả, đều giống nhau, đều đi làm ăn kinh tế và đều gặp cơ hội và đều gặp một cái sự may mắn với UST. Thế nên là chúng ta hãy tự để chúng ta làm đấy, chúng ta vay vì người ta thấy là người ta làm 40 năm cống hiến, 35 năm cống hiến, người ta nhận được vài triệu tiền lương hưu. Anh chị chỉ cần có 1 triệu cổ phần của các công ty doanh nghiệp tiềm năng thì anh chị đã có đâu đó một năm anh chị được vài tỷ rồi đấy, trong khi họ một năm vài tỷ thì một tháng họ cũng nhận được chia ra khoảng đôi trăm triệu đấy. Đúng rồi, chị Lan nói đúng lắm cơ. Tức là ngay bây giờ là anh chị thử xem là bản thân mình đã lo cho gia đình, cuộc sống nhà mình tự do tài chính chưa, tốt chưa, đúng không ạ? Bản thân mình còn đang vật lộn với tiền thì làm sao mình lo được cho bố mẹ, mà cái lúc mà ông bà mình già thì cái lúc đấy là cần rất nhiều tiền, đúng không ạ? Bởi vì cái lúc cần nhiều tiền nhất là cái lúc vào viện, không phải lúc khỏe. Nên là người ta nói là bạn chỉ có thể cho người khác được cái thứ mà bạn có thôi, bạn không thể cho người khác cái thứ mà bạn không có được. Nếu như bạn tài chính quá nghèo, đúng không ạ, gia đình bạn còn đang quá khó khăn mà bạn nói là bạn cho bố mẹ một cuộc sống sung túc, đó là điều vô lý, đúng không ạ? Thật sự thì thấy điều đó rất đúng luôn. Thế nên là chúng ta thấy là nó phòng cho việc chúng ta nghỉ hưu. Vậy thì anh chị có đặt ra một câu hỏi, hiện nay anh chị đang đi làm công, anh chị làm 5 năm nữa anh chị về hưu, anh chị bị công ty sa thải, anh chị về anh chị làm gì? Thì nói đi làm điện tử mà 40 tuổi công ty nó còn không nhận những người là ở tuổi 40 được đấy, không nhận luôn á. Vậy thì khi mà mình kết thúc công việc mình nghỉ hưu, mình làm gì đây? Mình rất là bế tắc, đúng không ạ? Mình không biết mình làm gì cả. Thế nên anh chị, việc bây giờ anh chị còn trẻ thì anh chị cứ đầu tư đi. Anh chị đầu tư để anh chị có một cái tài sản tương lai. Đấy, anh chị cứ đầu tư đi, không sao cả. Đấy, không sao cả, anh chị sẽ có dòng tiền. Chắc chắn là trong quá trình chúng ta làm, chúng ta cũng sẽ gặp những cái cơ hội và chúng ta cũng sẽ có được những kết quả. Đấy, và chúng ta còn để là sao? Chúng ta còn khi mà chúng ta đầu tư, chúng ta sẽ có được những cái cơ hội, chúng ta thực hiện rất là nhiều mục tiêu khác nhau. Ví dụ như là chúng ta đi du lịch này, chúng ta làm từ thiện này. Đấy, nhiều khi cái vấn đề từ thiện thì anh chị thấy là có phải là mình có tiền mà mình có tâm tốt thì mình có thể giúp đỡ nhiều khác, người khác nhiều hơn, đúng không ạ? Mặc dù bây giờ anh chị cũng chưa, có thể là nhiều anh chị chưa giàu nhưng tâm của anh chị rất là tốt. Đấy, anh chị đâu đó thì anh chị cũng chỉ cho họ được một cái phần nào nhỏ thôi, bởi vì anh chị biết là anh chị tốt rồi, anh chị rất muốn giúp họ, nhưng mà bởi vì cái túi tiền trong mình ấy nó còn đang rất là nhỏ. Nó rất là nhỏ thì nó không thể giúp với cái số lượng diện rộng lớn được. Anh chị thấy không ạ? Những cái năm mà miền Trung chúng ta bị bão lụt ấy, đi quyên góp ủng hộ thì mỗi nhà được 50.000, 100.000. Nhưng anh chị thấy ạ, như những ca sĩ Thủy Tiên ủng hộ hàng tỷ Việt Nam đồng, đúng không ạ? Những người giàu họ ủng hộ hàng tỷ. Thế nếu như cái người giàu có phải là cái sự bao trùm người ta, cái sự giúp đỡ của người ta nó sẽ nhiều hơn những người chưa giàu, không ạ? Đó là một cái việc minh chứng cho cái việc là chúng ta càng có nhiều cái lớn thì chúng ta càng giúp đỡ, chúng ta càng bao phủ được nhiều. Càng bao phủ được nhiều anh chị. Đấy. Và chúng ta thấy rằng là nếu như anh chị cho thấy trong túi anh chị có 50.000, đấy, anh chị có thể cho người ta khoảng 10.000, 20.000, bởi vì anh chị chỉ còn 50.000 thôi. Nếu như anh chị cho hết thì anh chị lấy gì anh chị ăn, đúng không ạ? Đấy, còn đâu nếu anh chị mà có vài chục triệu, vài trăm tỷ, anh chị lại cho người ta một cái cách khác, đúng không ạ? Đấy, thì người ta nói là khi mà bạn có tiền, bạn có tài chính, bạn có tâm
thì bạn sẽ làm được nhiều cái điều mà bạn cảm thấy ý nghĩa. Đấy, thực sự là khi mà có tiền thì mình rất nhiều mục tiêu mình muốn làm. Mình muốn đóng góp cho gia đình, cho cộng đồng, cho xã hội. Những điều mà mình muốn, mình mong muốn thực hiện ở trên cái trái đất này. Đấy, để mình có thể là mình không quá giỏi để mình làm những cái điều vĩ đại, những điều lớn. Nhưng mình hoàn toàn mình có thể làm những cái điều bình thường. Đấy, bình thường mà mình có thể tạo ra được nhiều cái niềm vui cũng như là nhiều giúp đỡ được nhiều người khác. Và ngày hôm nay thì Thủy Nguyễn cũng đang được đồng hành cùng với Unitrai. Em chào anh Xuân Tú nhá. Em chào anh Bùi Đức Tĩnh ạ. Em Thủy Nguyễn cũng đang được đồng hành cùng với Unitrai. Thủy Nguyễn cảm thấy rất là may mắn khi mà mình được đồng hành cùng với doanh nghiệp này. Đấy, và Thủy Nguyễn đang có một cái cơ hội đầu tư để góp vốn vào đây, để Thủy Nguyễn có thể thực hiện tất cả những cái điều mà ngày hôm nay Thủy Nguyễn chia sẻ với cả nhà. Cái tầm quan trọng của việc đầu tư, chúng ta sẽ đạt được gì, và Thủy Nguyễn cũng sẽ đạt được tất cả những cái điều mà Thủy Nguyễn vẫn nói với tất cả anh chị trong một thời gian nhất định nữa thôi. Đấy, thế nên là anh chị nào mà anh chị xác định được cái tầm quan trọng của việc đầu tư rồi, sau đó anh chị đi tìm kiếm một cái cơ hội đầu tư nào là phù hợp với cái tài chính, cái túi tiền của chị hiện nay. Đấy, nếu như anh chị kết nối được với Thủy thì Thủy sẽ chia sẻ cả nhà biết tới cơ hội để anh chị sở hữu cổ phần UAT, và đó là cái cơ hội mà đi đúng cái xu hướng của ngành giao thông hiện nay, và là sẽ giúp cho anh chị thay đổi được cả về tư duy tài chính. Ngày hôm nay anh chị hãy cứ làm theo cái quy tắc trích ra cái phần thu nhập để anh chị dành cho khoản đầu tư, thì tương lai một vài năm tới thì anh chị sẽ đạt được cái kết quả mình mong muốn. Đấy, vậy thì khi mà Thủy Nguyễn đã biết tới đến cuộc đầu tư và tầm quan trọng của nó và lợi ích của nó như thế nào, thì bản thân Thủy Nguyễn cũng đang rất là mong muốn lan tỏa những cái điều đó cho cộng đồng, để chúng ta cùng nhau học tập, chúng ta cùng nhau phát triển. Đấy, để chúng ta kiến tạo một tương lai thịnh vượng đó. Và chúng ta thấy rằng ngoài ra thì nó còn rất là nhiều các nó còn có rất là nhiều các mục tiêu khác mà chúng ta, khi mà chúng ta đạt được cái ngưỡng cửa sự tự do rồi. Đấy, tuy nhiên thì nó theo mong muốn của từng người và cái sức hành động của từng người, nó sẽ giúp cho anh chị đạt được những cái gì đó. Vâng, anh chị có điều gì muốn chia sẻ với Thủy không ạ, thì anh chị cứ comment nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hôm nay cả nhà mình theo dõi live của Thủy rất là đơ. Em cảm ơn anh Anh nhá. Anh Anh ơi, gia tăng thêm tài sản nhá. Mọi người ai có cổ phần của Unica giai đoạn này, mọi người lên gia tăng tài sản nhá. Gia tăng tài sản đi cả nhà. Cơ hội cuối rồi. Những giai đoạn rất là nóng rút vào dự án thương mại của chúng ta cũng đang tiến hành rất là nhiều đấy cả nhà. Đấy, chúng ta sắp được nhận cổ tức rồi. Nên cả nhà mình hãy tận dụng chương trình này nhé, để chúng ta có thể gia tăng thêm tài sản của mình. Vâng ạ, thì nếu như cả nhà mình không có điều gì muốn giao lưu chia sẻ thì Thủy Cụ Nguyệt cũng xin kết thúc buổi live ngày hôm nay ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả nhà mình. Cảm ơn cả nhà mình nhé. Bye bye cả nhà. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.